Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới, bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm canh Tý. Ngày này là ngày ất dậu Tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ Mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thìn Lao giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tuyển trung thủy ngày át dậu tức chi khắc với can có nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày hung Vài nạp âm tuyền trung thủy kỵ tuổi kỵ mão đinh mão ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày dầu, lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dầu, hại tốt phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ mão đinh mão tân mùi tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng, sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao mẫu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho, sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc sao thiên hỏa sáu về lập nhà sao thụ tử sáu về mọi việc trừ săn bắt sao câu trận kỵ về an táng sao cô thần kỵ đối với sứ cưới hỏi, sao lọ ban sát kỵ về khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi tý đang có điểm báo cái mối quan hệ trong gia đình của bạn đang đứng trên bờ vực tan vỡ vì những mâu thuẫn nghiêm trọng từ cách nghĩ lối sống và quan điểm riêng của mọi người Ngày này với bà tuổi tí lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, bù lại trong cái vận trình của bạn thì trong ngày hôm nay lại có được nguồn tài lộc về tay, thần tài chia chở mang về cho bạn mệnh, có được nhiều cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng trong chớp mắt với bạn tuổi tí cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy. Cái việc làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn tuổi tí cốt là bạn phải nắm bắt được thời cơ, nếu như bỏ lỡ thời cơ thì dù có cố gắng gấp trăm ngàn lần đi chăng nữa chưa chắc đã đạt được thành quả tốt như khi bạn có được cơ hội kiếm tiền kia. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có thể tìm được cơ hội kinh doanh phát tài. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cục diện mất cân bằng về tình cảm và tiền bạc. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tiền bạc kiếm được khá dễ dàng. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn được thuận lợi từ vi tuổi Nam tý thuộc mộc dễ nảy sinh mâu thuẫn với người thân vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân tuổi tỵ Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn hãy thoải mái tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình của mình. Có nhiều việc cần phải lo toan cho những ngày Tết sắp tới, nhưng khi đồng sức đồng lòng thì mọi việc cũng sẽ được xong. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy siêng năng tham gia các cuộc hội họp cùng bạn bè. Vẫn biết bạn còn có nhiều việc khác cần phải dành thời gian. Nhưng biết đâu, cơ hội để gặp gỡ một nữ của mình lại đang ở ngay đó thì sao? Chẳng còn bao lâu nữa là Tết đến, cho nên với bà tuổi Sửu, nếu không muốn nghe lời thúc giục từ người thân thì bạn hãy thử mở lòng mình hơn để đón nhận tình cảm xem sao. Tình duyên có thể đến một cách bất ngờ, khiến cho chính bạn cũng phải ngỡ ngàng nữa. Vài từ vi tuổi ất sửu thuộc kim có được nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy không khí gia đình đầm ấm an vui từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có được nhiều kỷ niệm đẹp bên người thân từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ hiểu và thông cảm cho nhau từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc không đánh mất những điều đáng quý giá và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn rất chi là hanh thông, thuận lợi, không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Và với bạn tuổi dần đang có được nguồn thu nhập ổn định nhờ làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này mang tới những mâu thuẫn, khó có thể hóa giải được giữa bạn mệnh và người ấy. Cả hai đều có lý lẽ riêng của mình. Và thực tế thì bạn và người ấy đều chỉ muốn tốt cho đối phương mà thôi. Có lẽ với bạn tuổi dần chưa thực sự hiểu được nhau cho nên mới xảy ra nhiều mâu thuẫn tới như vậy và bạn tuổi dần, bạn cần phải bình tĩnh để không làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, việc gì cũng có thể giải quyết được mà. Vài từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, mâu thuận bùng nổ, do thiếu sự hiểu nhau, từ vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, cần phải tìm cách để hóa giải những vết rạn nứt, từ vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, bổ công sức, thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, không cần phải lo lắng về tiền bạc. và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi từ vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem từ vi ngày thứ bảy này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày hung cát đan xiên vận trình lên xuống thất thường cục diện ngộ hành tứ hình sông tí ngọa mạo dậu cho nên với bạn tuổi mão có lẽ sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều tới con đường tình duyên của mình và với bạn tuổi mão bạn không đủ tự tin để bày tỏ tình cảm của mình cho nên khiến cho nhân duyên hết lần này tới lần khác phải chờ đợi không muốn tiếp diện tình trạng này thì với bạn tuổi mão cần phải chủ động hơn để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Mão đang có được tia sáng về con đường tài lộc thắp sáng cho bạn trong ngày hôm nay. Quên đi những chuyện buồn phiền về mặt tình cảm, bạn mệnh cũng có thể kiếm được tiền về đầy tay chỉ bằng ngày tay trái của mình nữa. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy tình yêu ảm đạm không có được may mắn từ vi tuổi đinh mão thuộc họ dễ bị tổn thương vì người mình yêu thương từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ kiếm tiền nhanh chóng đến bất ngờ từ vi tuổi tân mão thuộc mộc đừng có để cho mình phải hối hận từ vi tuổi quý mão thuộc kim may mắn mang về tài lộc rất lớn cho bạn và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành thìn dậu nhị hợp cho nên với bạn tuổi thìn đang thể hiện được những niềm vui sướng hân hoan khi mà với bạn cuối cùng cũng đã tìm được bến đậu hạnh phúc cho mình. Sau bao nhiêu giang dở với bạn tuổi thìn đã nhận ra được nơi mình thực sự thuộc về là ở đâu. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng sẽ có được nhiều cơ hội để gây ấn tượng tốt với đối phương. Bạn đang đà thành công thì hãy thử rủ người đó đi uống cà phê, uống nước để có thêm thời gian ở bên nhau trò chuyện, tâm sự với nhau. Còn đối với các cặp vợ chồng thì hãy thử bàn bạc kỹ càng hơn về những kế hoạch trong những ngày Tết sắp tới để tránh xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến không đáng có làm cho không khí đón Tết trở nên ảm đạm và mất vui. và tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tìm được bến đậu hạnh phúc cho riêng mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc Thổ có được nhiều cơ hội kết giao. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc Mộc Nhân duyên rực sáng, đào hoa nở rộ tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, nên có sự bàn bạc và tính toán kỹ càng. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, hãy dành thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Về đánh giá của ba tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên với bà tuổi tỵ đang có thêm được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm ngày hôm nay và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân sẽ không còn cảm giác cô đơn chán nản thất vọng nữa mà thay vào đó là sự háo hức để đốn chờ ngày mới Người ấy mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui bất ngờ, chỉ một câu nói hay là một hành động nhỏ của đối phương cũng đủ để khiến cho bạn mỉm cười suốt cả ngày dài nữa rồi. Nếu như trái tim của bạn đã rung động thì bạn hãy nhanh hành động đi thôi. Còn đối với các cặp đôi thì trong những ngày cận kề Tết như thế này có lẽ đôi bên đều đang bận rộn với nhiều kế hoạch của riêng mình, xong bạn vẫn cố gắng để dành thời gian để có thể trò chuyện, tâm sự với đối phương. Điều đó khiến cho người ấy vô cùng là cảm động về bạn. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ có nhiều vấn đề tồn tại giữa hai người. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ biết cách hóa giải những mâu thuẫn kịp thời. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc háo hức chờ đón tình yêu từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim nhân duyên vượng sắc trái tim rung động từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy hãy dành cho nhau tình cảm chân thành Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi sửu tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang được trao cho những cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên, thật là không may mắn khi mà bạn trong ngày lại đang gặp thiên quan chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn đang có tiểu nhân quấy phá, đánh hơi thấy bạn. Những kẻ tiểu nhân có thể sẽ tìm mọi cách để phá hoại công sức mà bạn đã bỏ ra, khiến cho tiền bạc vốn dị thuộc về bạn thì nay lại chạy sang túi của người khác. Thiệt hại quá lớn khiến cho bà tự ngọa không khỏi buồn phiền. Bên cạnh đó, trong cái vận tình ngày thứ bảy này với bà tự ngọ cũng đang gặp ngày có kim khác với họ. Có thể có những thất bại trong chuyện làm ăn, thiếu vốn về tiền bạc sẽ khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy nảy sinh mâu thuẫn, xung đột. Và với bà tự ngọ cần phải cố gắng để tìm cách xoa dịu đối phương. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tiểu nhân quấy phá không dễ thành công. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tiền mất tật mang chỉ có thể trách bản thân mình. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc họ, tình cảm rạn nứt vì nhiều lý do. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đừng có cho rằng mình lúc nào cũng đúng. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc hãy cẩn trọng ở những lần sau. Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim cho nên cái chuyện tình cảm của bạn cũng vì thế mà đang trên đà xuống dốc trầm trọng. Với bà tuổi mùi, bạn không hiểu được những nỗi lòng của đối phương chị nghĩ rằng bản thân mình đang phải chịu ấm ức. Với những mâu thuẫn dò niến quá lâu sẽ trở thành vết hằn nứt trong mối quan hệ giữa hai người và với bạn tuổi mùi vốn dĩ không muốn làm to chuyện nhưng cái cách xử lý vấn đề của bạn chỉ khiến cho vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì vẫn còn nặng gánh về gia đình, về kinh tế cho nên tạm thời chưa tính tới chuyện yêu đương hay là kết hôn. Vẫn biết người than sốt ruột thay cho mình, nhưng bản mệnh tuổi mùi, vẫn giữ vững lập trường. Vài từ vi tuổi ất mùi, thuộc kim, cảm thấy bất an khi bước vào mối quan hệ mới. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, không hiểu được suy nghĩ của đối phương. Từ vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, mối quan hệ bị giãn nứt thiếu sự chia sẻ từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ tình cảm không phải là trò chơi từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc cần hiểu và thông cảm cho nhau vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành, dậu thân tư hội cho nên, ngày hôm nay với bạn tuổi thân là một ngày nên bày tỏ tình cảm của mình với người ấy đi thôi. Đã cảm thấy không thể sống thiếu nhau nữa thì với bạn tuổi thân còn tiếc gì lời tỏa tình, khẳng định tình cảm của mình đi. Đừng có để cho cơ hội vụt bay, người khác nhân cơ hội lúc bạn đang còn chần chừ do dự mà lại nhảy vào đâu phải ai cũng đứng in một chỗ để chờ bạn tới tỏa tình. Đối phương cũng hoàn toàn có cơ hội lựa chọn người khác nữa mà. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi thân nên chi tiêu vừa phải, cân đối lại việc mua sắm trong dịp Tết của mình. Bạn đang tiêu pha quá hoang phí, tiền bạc kiếm được đâu phải dễ dàng gì, vì vậy bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, nhanh chóng nắm bắt hạnh phúc thuộc về mình. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, đừng có tiêu xài hoang phí quá mức. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, cần phải nắm rõ số tiền mình đang có. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, đừng có cho rằng tiền bạc có thể tự sinh ra tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có những vấn đề phải giải quyết một cách nhanh chóng vài đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là vợ trình của bạn tuổi giàu trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành, dậu dậu tự hình. Cái điều này làm cho tâm trạng của bạn tuổi giàu không được tốt cho lắm. Dù đối phương cố gắng để làm cho bạn cảm thấy vui, nhưng dường như bản mệnh đang chìm đắm trong nỗi buồn riêng của mình. Với bạn tuổi dậu, nếu gặp phải người không thông cảm, chia sẻ thì có thể thái độ của bạn sẽ khiến cho cái mối quan hệ của bạn rơi vào vòng nguy hiểm. Bạn cần phải cố gắng mở rộng lòng mình hơn, tâm sự về những điều đang khiến cho mình băn khoăn với người ấy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, tỏa rõ sự mạnh mẽ hoàn toàn khác biệt của bạn tuổi dậu khi đứng trước chuyện tiền bạc. Bạn mệnh sẵn sàng đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng để không vụt mất cơ hội kiếm tiền bằng kinh doanh, buôn bán với mình. Vài từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tâm trạng không được tốt, ủ giọt, buồn rầu, tử vi tuổi đinh dậu thuộc họ mạnh mẽ và quyết đoán để nắm bắt cơ hội, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ kinh doanh đầu tư có lợi, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng có để cho mình phải thấy hối hận về sau này. Vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 xem từ vi ngày thứ bảy này với bạn tử tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử tuất trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành dầu tuất tương hại cảnh báo cho bạn tử tuất đang có những tổn thương về chuyện tình cảm có thể bạn phải gánh chịu trong ngày hôm nay và có thể chỉ là những chuyện nhỏ xíu trong mắt người khác nhưng với bạn mệnh lại là vô cùng quan trọng đối phương không hiểu được tâm tư nguyện vọng của bạn mệnh cho nên tự mình quyết định mọi chuyện mà không hề bàn bạc gì với bạn. Và bạn tuổi tốt vì thế mà cảm thấy chán nản, không được tôn trọng. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì với sự thúc giục của mọi người khiến cho bạn đang cảm thấy bị áp lực, thậm chí là có người nảy sinh cảm giác không muốn về nhà nữa vì chán ngán với những lời hỏi han tận tình quá mức kia. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tổn thương về đường tình cảm, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, áp lực chồng chất, không hiểu lòng nhau, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, chán nản vì không được tôn trọng, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, có thể tìm cách từ bỏ, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, mệt mỏi vì phải đeo đuổi. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này lại đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thủy. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy con đường tình duyên của bạn đang có được đào hoa rực rỡ. Và với bà tuổi hợi bạn dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình kết thúc sự độc thân vui vẻ bấy lâu nay. Trong ngày này, đối với các cặp vợ chồng thì đang có được một ngày hạnh phúc khi chung tay vun viến việc gia đình, chăm lo cho cái Tết sắp tới. Con trẻ háo hức nhờ đốn không khí Tết cổ truyền khiến cho cả nhà đang cảm thấy rất chi là ấm lòng nữa. Bạn mạnh tuổi hợi có thể cảm thấy đôi chút mệt mỏi vì phải lô toan nhiều việc. Nhưng được nữ kia hết lòng chia sẻ cho nên cảm giác mệt mỏi với bạn cũng vơi đi nhiều. Tuy nhiên, đừng vì thế mà cố gắng quá sức, kéo lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Về từ vi tuổi ất hợi, thuộc họ, tình cảm có được sự thăng hoa nhờ biết cách hâm nóng kịp thời. Từ vi tuổi đinh hợi, thuộc thổ, vợ chồng có được sự thấu hiểu nhau nhiều hơn. Từ vi tuổi kỷ hợi, thuộc mộc, có thể biết được cách để hóa giải những mâu thuẫn từ vi tuổi tan hợi thuộc kim sớm tìm được một nửa cho mình từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy gia đình hòa thuận không khí vui vẻ vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi sửu tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và gặp lại